Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm 2019 đến nay, bên cạnh những diễn biến bất lợi của giá dầu thế giới, thì việc điều hành xăng dầu của chính phủ, biểu thuế bảo vệ môi trường, chiết khấu thị trường giảm xuống rất thấp, sự khan hiếm mặt hàng xăng do nguồn cung thiếu ổn định từ các nhà máy lọc dầu trong nước đã ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu nội địa và hoạt động của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều yếu tố bất lợi, nhưng với vai trò là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn nỗ lực hết mình, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và các nước trong khu vực, triển khai nhiều chương trình ý nghĩa mang đến sự thuận lợi cho khách hàng. Nhờ đó đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như xuất khẩu 5,7 triệu tấn dầu thô trong 6 tháng đầu năm, cung cấp đầy đủ và kịp thời dầu thô trong nước và nhập khẩu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng trên 3,8 triệu tấn. Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống 6 tháng đầu năm ước đạt 1,6 triệu mét khối. Để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm xăng dầu đến tay người tiêu dùng thì chúng tôi có những cái quy trình quản lý rất chặt chẽ xăng dầu từ giai đoạn đầu, tức là tạo nguồn. Ở đây tạo nguồn là chúng tôi mua xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu, là những cái xăng dầu mà rất đảm bảo về mặt chất lượng, nguồn gốc, chất lượng. Thứ hai là nhập khẩu, chúng tôi cũng tổ chức đấu thầu quốc tế, mua của những cái nhà cung cấp lớn, uy tín trên thị trường quốc tế. Và thứ ba, nguồn thứ ba đó là chúng tôi pha chế. Thì cái này là do chính chúng tôi thực hiện, nhưng chúng tôi chủ động kiểm soát được cái chất lượng. Điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh của PV Oil là việc đẩy mạnh triển khai chương trình PV Oil Easy. Đây là ứng dụng thanh toán mua bán xăng dầu không dùng tiền mặt, không dùng thẻ tín dụng. Chương trình này đã thực sự đem đến cho khách hàng một công cụ quản lý hiệu quả theo đúng xu thế thanh toán không dùng tiền mặt đang diễn ra mạnh mẽ tại 618 cửa hàng xăng dầu thành viên và đơn vị liên kết của PV Oil. Với giải pháp này, khách hàng được cung cấp một công cụ quản lý thông minh, hiện đại, cài trên điện thoại di động, kiểm soát giao dịch mọi lúc mọi nơi, cả về thời gian, địa điểm, lượng hàng mua, phương tiện mua hàng, hạn mức giao dịch, và cũng không còn phải mất thời gian công sức trong việc quản lý hóa đơn mua xăng và kiểm soát đối chiếu giao dịch với kế toán cuối kỳ. Với sự tiện lợi đó, nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chuyển sang sử dụng dịch vụ PV Oil Easy, và qua đây PV Oil cũng thu hút được nhiều khách hàng mới, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ví Momo cũng có cái chương trình khuyến mại lớn thì là cái lượng đổ rất là nhiều. Ví dụ như là ở cửa hàng này là hôm đấy là nếu thống kê ra là 1.500 giao dịch thanh toán bằng ví Momo. Ngoài ra là thanh toán bằng các hình thức khác thì là chưa kể. Tiện lợi hơn cho khách hàng, nhanh, không phải thanh toán bằng tiền mặt. Còn riêng ở cửa hàng chỗ này thì lúc trước, thời gian trước thì ngay đây thì có mở, sau đó có thời gian ngưng lại để cải tạo cơ sở chất đó. Rồi sau này mở lại thì mình luôn luôn ưu tiên đây, bởi vì một là rất gần, ngay gần cơ quan mình, hai nữa là trên thượng trên đường và ở đây là chỗ rất là uy tín nào giờ. Gần đây, việc triệt phá nhiều đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả với quy mô lớn khiến người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng xăng dầu. Thực tế, không phải xăng dầu ở mọi nơi đều như nhau, mà có sự khác biệt bởi quy trình nhập hàng, pha chế, kiểm soát chất lượng. Do đó, người tiêu dùng cần có sự lựa chọn thông minh. Tại PV Oil, các khâu từ đầu vào đến đầu ra đều có quy trình cụ thể rõ ràng trong kiểm soát chất lượng xăng dầu ở tất cả các khâu, thể hiện qua đề án 808 nhằm nâng cao chất lượng xăng dầu tại các khâu từ nhập, pha chế, xuất, vận chuyển, từ kho đến kho và từ kho đến cửa hàng xăng dầu để bảo đảm chỉ tiêu chất lượng theo đúng các quy định hiện hành. Trước khi nhập hàng thì cũng thực hiện các cái quy trình như là lấy mẫu, kiểm tra hàng hóa và kiểm đếm, đo tính, sau đó mới triển khai để nhập hàng hóa. Thế và trong quá trình nhập xong và đến giai đoạn xuất hàng thì cũng căn cứ vào các cái quy định của công ty hiện tại để triển khai việc xuất hàng hóa cho nội bộ tổng đi của công ty và của khách hàng. Thế và việc cấp hàng thì tất cả các phương tiện ra vào để bảo đảm công tác an toàn phòng cháy cũng như là bảo đảm cái chất lượng hàng hóa. Một điều đáng ghi nhận tại PV Oil đó là việc xây dựng đề án 141 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng, nhận diện thương hiệu. Nhờ đó, các cửa hàng xăng dầu của PV Oil rất khang trang, biển hiệu rõ ràng, nhân viên ăn mặc gọn gàng, quy trình làm việc chuyên nghiệp. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp,
các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng xăng dầu được tiếp thu, kịp thời xử lý trong thời gian ngắn nhất kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng. Thì việc trọng tâm chúng tôi quản lý chất lượng đó là việc đảm bảo làm sao về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn cũng như là về số lượng. Trong suốt quá trình vừa qua, chúng tôi cũng rất có rất nhiều giải pháp để làm sao áp dụng công nghệ cũng như là các cái giải pháp để quản lý chất lượng thông qua các cái camera, qua các cái quy trình quản lý với mục đích duy nhất đó là đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu khách hàng cũng như là đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của nhà nước. Từ những gì kể trên cho thấy, chỉ khi doanh nghiệp sản xuất và phân phối đặt chữ tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh lên hàng đầu thì mới có thể cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo về chất lượng, góp phần giữ gìn, bảo đảm an toàn cho khách hàng, phát triển thương hiệu doanh nghiệp một cách bền vững.